Rồi, hơi cảm động quá. Nay thân trai là sướng. Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu gọi là khổ cực, 10 tập của thân trai là khổ, hôm nay có tập đầu của thân trai là sướng. Tự nhiên Dung Nghìn lại mang cho một cái túi heo khô cháy tỏi vừa làm. Lần đầu tiên tôi được ăn một gói gọi là sản phẩm gì đấy của bếp nhà Chun ạ. Ồ, đấy, lần đầu tiên được cho một gói gọi là thù lao. Không ngờ vợ gì tâm lý thế chị Lệ. Hôm nay kết thúc video ở đây anh em ạ. À, tôi nhờ.